Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em, những anh em mà chưa nắm được cái chức năng này trên máy Motoscan 7 cũng như là Motoscan Tab, cái chức năng giả lập tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT gửi về ECM. Đấy, nói chung là tín hiệu cảm biến nhiệt độ động cơ gửi về ECM. Thì anh em chưa nắm được thì anh em xem. Thì hôm nay mình sẽ dùng máy Motoscan Tab, mình giả lập tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát của xe Lít 110 đời 2012. Đây. Đấy, thì mình cũng đã rút cái cảm biến nhiệt độ nước làm mát ra đây rồi. Đây, mình rút cái rắc đây rồi. Đây, mình rút ra. Thì với dòng xe này thì rắc có 3 giây, đúng không ạ? Đấy, rắc có 3 giây. Thì tại sao lại rắc có 3 giây thì anh em nhìn trên sơ đồ, với anh em chưa nắm được nhé, anh em sẽ xem. Thì mình sẽ dở sơ đồ để anh em xem ra nhé. Đấy, để anh em phải nắm được là dây nào là dây tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát, để anh em giả lập vào đó nhé, và cái phương pháp giả lập ra làm sao, đúng không ạ? Đấy, thì mình sẽ lấy sách đấy nhé. Thì đây, sách thì anh em nhìn cho mình, đây là sơ đồ nguyên lý hệ thống khung xăng điện tử của xe Lít đời 2012 110 nhé. Đây thì đây là bộ ba cảm biến này anh em này. Đấy, thì đây là con cảm biến ECT, chính là cảm biến nhiệt độ nước làm mát, đúng không ạ? Đấy, mình gọi chung đó là cảm biến nhiệt độ động cơ cũng được, vì nếu mà với những xe không có nước làm mát thì sẽ là EOT, thì nó cũng là cái cảm biến nhiệt độ động cơ thôi, đúng không ạ? Thì anh em căn cứ vào đây nhé. Mình đang quay qua cái ni lông. Đây, mình cho đây cho đỡ bị bọc bóng. Đây, thì anh em thấy là trên rắc cảm biến nhiệt độ có 3 dây. Thì dây đây là dây xanh lục sọc cam anh em này. Xanh lục sọc cam đây là chính cho mát cho cảm biến, đúng không ạ? Vậy thì cái xanh lục sọc cam này là vào chân số 4 trên SG của ECM, là đây là mát nhé. Mát này là mát chống nhiễu. Đấy, mát chống nhiễu từ ECM đi ra. Đấy, và mát cho cảm biến ECT. Đồng thời cái mát này cũng là mát chung cho bộ ba cảm biến. Đây anh em nhìn này, mát chung cho bộ ba cảm biến này. Đấy, rồi bao gồm cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT ở trong bộ ba cảm biến nhé. Với dòng xe có bộ ba cảm biến, cảm biến vị trí bướm ghe TP và cảm biến map, đúng không ạ? Vậy thì cái mát này nó chung cho 4 con cảm biến điện, đúng không ạ? Nếu mà cái dây xanh lục sọc cam này, dây mát chung này mà nó đứt ở đây thì nó sẽ báo lỗi gì? Báo lỗi 1, 8, 9, 3 con cảm biến này là dùng chung mát. Nếu đứt ở đoạn này sẽ là 1, 8, 9 luôn. Thì anh em biết ngay là cái mát của bộ ba cảm biến này đứt, đúng không ạ? Vậy thì nó đứt ở đây thì nó sẽ lên đến 4 lỗi đây anh em này. Đấy, bởi vì nó là mát cho cả cảm biến nhiệt độ ECT nữa, đúng không ạ? Nhiệt độ động cơ. Vậy thì bây giờ mình vào cái chủ đề chính là để giả lập tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT gửi về ECM để loại trừ xem là đường dây tín hiệu có đứt không, hoặc là có bị lỗi mạch tín hiệu cảm biến ECT ở trong ECM này không. Đấy, thì anh em phải biết được cái dây tín hiệu của cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT là cái dây màu gì, đúng không? Vậy thì trên rắc đọc lỗi, trên rắc của cảm biến là có 3 dây. Thì anh em nhìn cho mình này, cái dây xanh lục sọc xanh dương này là cái dây mà gửi tín hiệu đến đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát ở trên đồng hồ. Vậy thì cái dây này là cái dây mà để mà gì? Điều khiển cái đồng hồ báo nhiệt độ ở trên đồng hồ nhá. Đấy, có cái đồng hồ báo nhiệt với dòng xe này. Dây xanh lục sọc cam là dây mát của cảm biến. Vậy thì cái dây tín hiệu chính là dây hồng sọc trắng nhé. Đấy, dây tín hiệu chính là dây hồng sọc trắng gửi về ECM. Đây, chân tín hiệu đây, chân 24. Đấy, trong sách của mình là có chân luôn nhé, có chân của từng dây một luôn. Đấy, cho nên anh em nếu mà mua sách của mình thì rất là đầy đủ, đúng không ạ? Thì mình sẽ giả lập cái dây tín hiệu vào cái chân hồng sọc trắng này nhé. Đấy, thì bây giờ mình tiến hành mình giả lập nhé. Bây giờ mình tiến hành giả lập trên bộ máy Motoscan Tab. Thì với máy Motoscan 7 thì cũng tương tự thôi, anh em phải kết hợp với Motobox.
Đấy, thì mình cũng đã làm rồi, anh em có thể theo dõi lại nhé. Đấy, vì những cái video mình làm rồi mình không làm lại nữa, đúng không ạ? Thì với motor can táp thì đầu tiên là anh em phải lấy cho mình cái sợi cáp đề đây này. Đề là chữ MTB08 gạch sự sim này, có nghĩa là lấy cái cáp sim này nhé, là cái cáp để chuyên giả lập tín hiệu các cảm biến gửi về ECM, để nhằm mục đích là gì? Mình dùng chức năng này để mình loại trừ xem là cái dây tín hiệu có bị đứt không, là một. Hai là cái mạch tín hiệu nhé, cái mạch tín hiệu của cái cả các cảm biến mà mình giả lập đấy ở trong ECM nó có bị hỏng không nhé. Nếu mình giả lập mà đường dây không đứt đấy, cảm mà ECM vẫn báo lỗi thì có nghĩa là cái mạch tín hiệu ở trong ECM đã hỏng rồi, thì cái đấy là nó thuộc về hỏng phần cứng, thì chắc chắn là anh em phải thay ECM nhé. Thì cái dây cáp để giả lập tín hiệu motor can táp trên máy motor can táp chính là cái dây này, đề là sim bên anh em này đấy. Thì anh em cắm vào cho mình cái bên cửa đây, anh em cắm nhầm cũng không được đúng không ạ, bởi vì trên cáp của mình nó là rắc cái cơ mà trên motor can táp là rắc đực mà. Đấy, anh em có cắm sang bên đây anh em cũng không cắm được đúng không ạ, nên cái điều đó anh em không lo cắm nhầm nhé. Đấy, còn trên motor can táp thì cái chỗ này là cái chỗ thẻ nhớ này anh em này, mỗi lần cập nhật thì thêm phần mềm cho anh em rút cái thẻ nhớ, anh em cắm vào bộ chuyển đổi, anh em cắm máy tính để em cập nhật nhé. Đấy, mình cũng tiện nói luôn, đấy chính là cái tờ giấy nó dán mất này. Đấy, trong đây có cái thẻ nhớ nhé. Thì bây giờ anh em cắm sang cái cửa bên đây cho mình. Đây. Đã xong. Đúng không ạ? Vậy thì cái rắc này nó có 4 dây. Cáp này có 4 dây để giả lập tín hiệu. Vậy thì để giả lập tín hiệu thì anh em sẽ cấp nguồn cho máy motor can táp và anh em sẽ nhìn xem hướng dẫn ở trên máy nhé. Đấy, cấp nguồn này lấy dây cấp nguồn. Đấy. Anh em nhớ là cấp nguồn trên xe cho mình nhá. Đấy, cấp nguồn trên xe cho mình. Đấy, cấp đi. Đấy, kẹp này, kẹp nguồn này. Xong cấp nguồn trên xe. Đấy, cắm vào đây. Được rồi, cắm chặt chẽ vào nha. Đấy, xong anh em để đây cho mình này. Đấy, rồi, đã xong, đúng không ạ? Đấy, 4 đầu dây này. Thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành thao tác từng bước một để anh em nắm được nhé. Đấy, vậy thì bây giờ để xem là cái dây nào là dây mình giả lập vào cái chân tín hiệu của cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT gửi về ECM để mình loại trừ xem là cái mạch tín hiệu ở trong ECM này nó có bị hỏng hay không nhé. Thì mình sẽ làm như sau. Bây giờ mình sẽ bật chìa khóa lên để xe báo lỗi đã. Đấy, xe báo lỗi. Đây, mình xem báo lỗi đã này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy thì anh em thấy là gì? Đèn chớp 7 nháy là lỗi số 7, là lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT nhé. Đúng không? Đếm lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, ok. Bây giờ thì xe đang bị rút rắc ra rồi. Cho nên là xe đang báo lỗi số 7, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình giả lập tín hiệu để anh em thấy nhé. Bây giờ mình sẽ vào motor can táp. Đây, mình đi vào trong này cho nó cho đỡ quáng đã. Đỡ quáng để anh em thấy đấy nhé. Rồi, mình vào motor can táp. Đấy. Mình sau đó là gì? Mình sẽ vào cái chức năng là giả lập và mô phỏng tín hiệu nhá. Giả lập và mô phỏng tín hiệu. Vá xăm à? Cứ để ngay ngoài đây vá được các bạn. Cho kích đi. Mình sẽ vào cái chức năng là giả lập và mô phỏng tín hiệu. Thì đây. Đây mình cho gần vào để nhiều anh em chưa nắm được thì anh em tham khảo nhé. Đấy. Và chức năng giả lập và mô phỏng tín hiệu. Mình bấm vào đây. Máy sẽ hướng dẫn cho mình làm thôi. Chả có gì cả.
tất cả là hướng dẫn rất là rõ ràng. Rồi, đã kết nối thành công. Đấy. Thì bây giờ anh em nhìn thấy là đây, trên máy là giả lập và mô phỏng tín hiệu. Rồi, mình cho gần vào đấy để anh em nhìn nó rõ hơn nhé. Bởi vì có một số anh em thì xem bằng điện thoại, nó nhỏ, đúng không? Anh em xem bằng tivi thì nó to hơn, nhưng mà xem điện thoại thì nó lại nhỏ. Mình phóng to ra để anh em nắm được này. Đấy. Thì anh em nhìn thấy này, bốn cái dây này thì chức năng của nó rất là rõ, được ghi ở bên trên màn hình, đúng không ạ? Đấy. Thì chân này là chân GND, chính là chân âm nhé. Thì anh em mà dùng một cái ắc quy ngoài thì anh em phải buộc cái chân âm này vào xe thì anh em mới làm được, còn không thì anh em phải dùng cái ắc quy ở trên xe đang kết nối với hệ thống điện của xe thì mới có âm, đúng không ạ? Đấy. Thì nếu anh em dùng ắc quy trên xe thì anh em không cần dùng những cái chân GND nữa, còn anh em dùng ắc quy bên ngoài thì anh em bắt buộc phải buộc cái chân GND này vào xe của mình nhé, vào khung xe. Đấy. Rồi, còn ba cái chân. Chân xanh này, chân vàng này, chân đỏ này thì là ba cái loại tín hiệu mà máy MotoCanTab sẽ giả lập, đúng không ạ? Đấy, thì anh em nhìn đây này. Đấy. Thì bây giờ là cái mình cần giả lập cái tín hiệu gì thì mình sẽ nhìn ở trên đây thì mình sẽ giả lập được, đúng không ạ? Thì bây giờ cái chức năng của mình là mình đang cần giả lập tín hiệu là cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT. Thì đây chính là cái dây đỏ này anh em này. Dây đỏ này là giả lập tín hiệu TPS này, có nghĩa là cảm biến vị trí bấm ga này. TV kép này là tín hiệu nhiệt độ nước làm mát này, đúng không ạ? Động cơ này. TA là tín hiệu cảm biến nhiệt độ khí nạp này. MAP này là cảm biến áp suất cổ hút động cơ này và oxy, đúng không ạ? Đấy. Thì anh em tương ứng những cái màu dây và ra những cái tín hiệu gì mà anh em cần giả lập thì anh em dùng cái dây màu đó nhé. Thì bây giờ mình đang cần cái dây này, chính là dây đỏ, đúng không ạ? Thì mình bây giờ mình tiến hành mình ra mình cắm dây đỏ nhé. Rồi, mình lại ra xe, mình cắm. Đây, mình để xe mãi ngoài này cơ. Mình sẽ cho gần vào để anh em xem. Đây thì dây là dây ba giác đây, đúng không ạ? Đấy, thì vừa rồi mình đã nói rồi là chính là dây gì, hồng sọc trắng là dây tín hiệu, đúng không ạ? Đây đây, dây hồng sọc trắng đây anh em này. Đấy. Đấy, tại sao anh em phải coi sơ đồ thì anh em mới nắm được, đúng không ạ? Đây hồng sọc trắng này, mình ghim vào đây, mình lấy một cái kim mình ghim vào đây nhé. Đấy, sau đó mình ghim cái chân dây ở trên cái cáp bên này, dây đỏ này. Đây chính là dây để giả lập tín hiệu đây. Mình ghim vào đây. Được rồi, vậy thì cái thao tác của mình ghim dây thì anh em thấy là gì? Đã xong, đúng không ạ? Đấy, mọi hướng dẫn rất là rõ. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ làm cái gì? Thì anh em lại phải quay trở lại màn hình máy MotoCanTab để anh em làm nhé. Đây, mình lại để trên bàn đây. Mình tiếp tục mình thao tác. Mình bấm tiếp theo này. Được rồi. Thì bây giờ mình giả lập tín hiệu gì thì mình sẽ vào cái dòng đó, đúng không ạ? Đấy, ví dụ mình giả lập tín hiệu VSS này, giảm hiệu tín hiệu VS qua dây Cali này, cảm biến tốc độ đây anh em. Đấy, rồi tín hiệu CKP này, một vấu này, tín hiệu CKP 9 vấu này,
tín hiệu CKP 11V này, đúng không ạ? Rồi tín hiệu TPS này, nhiệt độ rất là mát động cơ là nhiệt độ khí nạp này, cảm biến map là cảm biến áp suất của hút này, đúng không ạ? Anh em vào cái tín hiệu nào thì anh em làm cái tín hiệu đó nhé. Rồi đây này, tín hiệu oxy này, rồi tín hiệu điều khiển kim phun này, ENG này, những cái từ viết tắt là cũng rất là rõ. Điều khiển mô bin này, đúng không ạ? Đấy, rồi là điều khiển van điện này, on up này, đúng không ạ? Rồi điều khiển bơm xăng. Đấy, thì anh em vào cái tín hiệu nào thì anh em làm cái việc đó nhá. Bây giờ mình sẽ vào cái tín hiệu đây, chính là mình cần nó, đúng không ạ? Là đây, TVS này, TVK này, TE phải map, TVK chính là tín hiệu nhiệt độ nước làm mát động cơ đây. Mình bấm vào đây nhá. Rồi, thì máy sẽ cho ta cái hướng dẫn kết nối. Vậy thì anh em cứ vào máy MotoCanTab, anh em thao tác lần lượt từng bước một thì máy sẽ hướng dẫn mình nhá. Anh em không sợ là anh em không làm được, bởi vì máy hướng dẫn cơ mà, đúng không ạ? Máy hướng dẫn. Đây mình phóng lên để cho anh em lại xem. Đây thì anh em thấy là gì? MotoCanTab này, máy này, kết nối này, đấy, cáp SIM này, đúng không ạ? 4 dây, các chức năng của từng dây đều rõ nhá, đúng không ạ? Đấy, rất là rõ. Dây đỏ mình đã kết nối với dây tín hiệu rồi, đúng không ạ? Đây thì mô hình của xe đây, thì anh em nhìn đi nhá. Cảm biến đây này, xe son đây này, chính là cảm biến này. Mình cái gạch chéo này tức là mình đã rút rắc đọc lỗi ra. Mình xin lỗi, mình rút rắc cảm biến ra, đúng không ạ? Rút rắc cảm biến này. Đấy, trên màn hình đề rất là rõ chữ đỏ này. Anh em rút ra và anh em phải gì? Lấy cái dây đỏ của trên cáp này này, anh em cắm vào cái dây tín hiệu của gì? Rắc cảm biến đây này, thì anh em sẽ giả lập được cái tín hiệu này, đúng không ạ? Đấy, rất là rõ nhá. Trên thiết bị cũng đều ghi rõ hết tất cả, đúng không ạ? Đấy, được rồi, đã xong. Mình bấm tiếp theo này. Rồi, và bây giờ trên màn hình là có một cái đồng hồ, đúng không? Có các giải điện áp để gửi về eSIM. Thì mình muốn là gì? Giảm đi, giảm cái tín hiệu điện áp đi thì là chứng tỏ là nhiệt độ động cơ tăng lên nhá. Còn mình tăng cái tín hiệu điện áp gửi về eSIM thì chứng tỏ là nhiệt độ động cơ bị gì? Giảm đi, đúng không ạ? Giảm đi, lạnh đi, đúng không ạ? Nhiệt độ động cơ lạnh thì tín hiệu điện áp gửi về eSIM tăng. Tín hiệu điện áp của cảm biến ấy gửi về eSIM bị tăng lên. Đấy, là động cơ rất là lạnh. Đấy. Còn động cơ mà nóng thì tín hiệu của cảm biến gửi về eSIM sẽ lại gì? Giảm đi. Khi mà động cơ nóng lên thì tín hiệu điện áp từ cảm biến gửi về eSIM sẽ lại giảm đi. Vì anh em biết cái cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ này, cảm biến nhiệt độ dầu động cơ này, thì gọi chung là cảm biến nhiệt độ động cơ, rồi là cảm biến nhiệt độ khí nạp động cơ, thì có một cái nguyên lý, nó là cảm biến âm mà. Cho nên là nhiệt độ tăng thì điện trở giảm, mà nhiệt độ giảm thì điện trở tăng. Đấy. Vậy thì điện trở tăng thì nhiệt độ giảm, mà điện trở tăng thì sẽ đã cản lại dòng điện, cho nên là cái chân tín hiệu nó dâng tín hiệu điện áp lên thì nó cao lên thì nhiệt độ là lạnh, đúng không? Động cơ lạnh. Đấy, còn khi mà động cơ nóng thì điện trở giảm đi, đúng không ạ? Nhiệt độ tăng thì điện trở giảm, mà điện trở giảm đi thì cái chân tín hiệu sẽ gì? Cái điện sẽ thoát sang cái chân âm nhiều lên. Đấy. Thì sẽ gì? Cái chân tín hiệu, cái điện áp phản hồi gửi về chân tín hiệu sẽ giảm đi. Đấy, đúng không ạ? Đấy, cái nguyên lý của nó chỉ có thế thôi. Rất đơn giản nhá. Đấy. Vậy thì bây giờ mình tăng tín hiệu điện áp gửi về eSIM thì có nghĩa là gì? Động cơ bị lạnh, nguội đi, đúng không ạ? Còn mình giảm tín hiệu điện áp gửi về eSIM có nghĩa là động cơ hoạt động nóng lên. Đấy, nguyên lý là như vậy nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ ra xe để mình xem là xe còn báo lỗi số 7, có nghĩa là cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT không. Đấy. Và mình giả lập như thế này, nếu mà còn lỗi thì anh em phải kiểm tra cho mình, một là đường dây, anh em đo xem có bị đứt không. Hai là nếu đường dây không đứt thì chứng tỏ là cái mạch tín hiệu nhá, cái mạch
tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT ở trong ECM đã bị lỗi. Và cái đấy thì cái là lỗi phần cứng rồi, anh em phải thay ECM nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt khóa đi này, bật lên này. Rồi, và mình xem là trên đây có còn lỗi không. Rồi, không nháy nữa rồi nhá, đúng không ạ? Không nháy nữa. Mình quay trời hơi quáng tí vì bên chỗ này của mình nó bị hơi quáng về ánh sáng mặt trời, đúng không ạ? Đấy, cho nên là anh em nhìn có thể nó hơi bị lóa một chút. Đấy, bây giờ mình bật lại nhá, để xem đây, dây rắc mình đang rút ra đây nhá anh em nhé, đang rắc, rút rắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT ra, đúng không ạ? Bây giờ mình bật lên nhá. Anh em thấy có báo lỗi không? Không có báo lỗi nhá, đúng không? Đấy, vậy thì mình giả lập tín hiệu đã thành công. Và mình khẳng định là gì? Nếu mà còn lỗi thì chắc chắn là ECM có vấn đề nhé. Hoặc là dây tín hiệu có vấn đề mình phải đo, đúng không ạ? Đây, mình đang rút dây rắc ra đây, đúng không ạ? Mình đang giả lập đây, đang giả lập đây, đúng không ạ? Đấy. Còn khi mà mình đã giả lập mà đã thành công rồi, đây, giả lập thành công rồi. Đây, mình tắt đi này, tắt ổ khóa này, bật lên này, bật lên này. Đấy, đèn báo lỗi sáng này và tắt này. Và không báo lỗi nữa, không báo lỗi số 7 nữa. Vậy mình đã giả lập thành công và mình khẳng định là gì? Dây đường tín hiệu tốt, không bị chập, không đứt và mạch tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát ở trong ECM là tốt, không sao cả. Vậy mà lúc nãy đèn vẫn báo lỗi thì mình phải kiểm tra cái gì? Một là rắc lỏng, hai là dây âm của cảm biến là cũng có thể là bị đứt thì mình phải đo, đúng không ạ? Anh em đo dây âm ra mắt khung, anh em đo thông mạch thì anh em biết ngay, đúng không ạ? Hai là cảm biến bị đứt, đúng không ạ? Đấy, thì cái này anh em đã loại trừ được cái phần anh em giả lập thế này, anh em đã loại trừ được cái đường dây tín hiệu có bị đứt, có chập hoặc là có lỗi mạch trong ECM hay không nhé. Đấy, vậy thì hôm nay là mình cũng tiến hành mình giả lập cái tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT trên bộ máy Motokentap để anh em xem và anh em tham khảo nhé. Thì tương tự anh em cũng giả lập các tín hiệu khác được như ở trên màn hình máy Motokentap hướng dẫn nhé. Đấy, để anh em, những anh em chưa biết anh em nắm được. Còn với máy Motoken 7 thì cũng tương tự như vậy thôi, anh em kết hợp với Motobox nhé. Đấy, mình đang giả lập cái này, anh em nhìn này, trên đồng hồ máy Motokentap đang giả lập tín hiệu là 1,6V. Đây. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Rất tiện lợi và rất hiện đại. Đấy, để anh em loại trừ cái ban bệnh rất là dễ. Đấy, như thế này mà anh em làm mà dây đường dây không đứt không chập mà vẫn báo lỗi số 7, mà anh em đang giả lập tín hiệu như này mà ECM vẫn báo lỗi số 7 thì chắc chắn là anh em thay thế cho mình một con ECM khác và anh em đi mua, anh em cắm vào là hết. Thì cái điều đó là loại trừ được chính xác và anh em mua ECM là chính xác, không bị nhầm lẫn được. Đấy, với cái chức năng giả lập tín hiệu mục đích là như vậy nhé. Đấy. Rồi, còn về cuối video thì tất cả những anh em mà có cần sách lẻ thì mình vẫn tiếp tục cung cấp sách tới anh em nhé. Sách sơ đồ mạch điện in màu lẻ tất cả các dòng xe FI rất là rõ ràng. Đấy, anh em căn cứ vào thì anh em làm nó dễ, là nhàn lắm nhé. Đấy, rất là rõ luôn, in màu rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, mình có 5 tập sách liền nhé. Anh em cần những cái hãng xe nào hoặc là anh em cần chọn bộ thì sẽ là 5 tập liền nhé, anh em xem. Đấy. Còn tất cả những anh em mà mua máy đọc lỗi từ đại lý của mình thì anh em luôn được mình gửi tặng 5 tập sách sơ đồ mạch điện. Rồi, đấy, anh em xem kênh của mình thì anh em cũng thấy được bao giờ về cuối video mình cũng có thông tin để cho những anh em chưa nắm được thì anh em nắm được nhé. Đấy, còn anh em mua máy đọc lỗi thì anh em luôn được mình tặng sách rồi, đúng không ạ? Điều đó là điều hiển nhiên rồi. Đấy, còn anh em cần mua những cái cáp mà kiểm tra ECU cũng như là cáp kiểm tra van ACV, ISC, những cái van gió garanti tự động của hai dòng xe Honda và Yamaha. Đấy, rồi những cái cáp để kiểm tra trực tiếp CKP của dòng xe đề ACG mà trong đó có 4 con ICHO để thực hiện các chức năng riêng của nó thì anh em muốn kiểm tra được chất lượng thì anh em phải dùng cáp. Đấy, và kết hợp với Motokentap thì anh em sẽ kiểm tra được.
Và tương tự như vậy thì Motoken 7 thì anh em kết hợp với Motobox thì anh em sẽ kiểm tra được những cái chức năng nâng cao đó nhé. Thì cụ thể cần tư vấn như thế nào thì anh em cứ liên lạc trực tiếp với mình hoặc là kết bạn Zalo với mình theo cái số máy điện thoại là 0979 407 116. Mình sẽ có những cái tư vấn cụ thể và rõ ràng cho anh em, những anh em chưa nắm được nhé. Thì mình cũng xin tạm dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.